Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với tin tức 24 giờ TV, kênh cập nhật nhanh nhất những tin tức nóng hổi suốt 24 giờ qua. Trong bản tin của chúng tôi ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến với các nội dung chính sẽ phát trong chương trình. Bản tin thời sự nóng nhất 24 giờ hôm nay, mời quý vị đến với tin chính sau đây. Xót xa người mẹ mắc Covid-19 đến ngày xuất viện vẫn chưa biết con trai đã qua đời. Toàn cảnh quá trình khám xét nhà nguyên lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai. Nữ nhân viên điện lực chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng lịnh án. Nhân viên ngân hàng giả chữ ký thực hiện khống hàng chục giao dịch gây thất thoát hàng chục tỷ đồng. Sau đây mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Mở đầu là thông tin xót xa, người mẹ mắc Covid-19 đến ngày xuất viện chưa biết con trai đã qua đời. Quý vị thân mến, ngày 26 tháng 9, tại Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh viện Phổi tỉnh Quảng Trị, Sở Y tế tỉnh này cho biết đã công bố quyết định kết thúc biện pháp cách ly y tế phòng chống dịch bệnh COVID-19 đối với bệnh nhân 862 là bà HTX, 66 tuổi, ngụ tại thôn Ruộng, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa. Như vậy, đây là bệnh nhân cuối cùng tại tỉnh này được điều trị thành công SARS-CoV-2, xuất viện trở về nhà. Bà X là mẹ ruột của anh HVH, 37 tuổi, tức là bệnh nhân 832. Trước đó, bà X từ miệt rừng Hướng Hóa về chăm sóc anh H đang điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Trị. Ngày 9 tháng 8, anh H mắc COVID-19 và tử vong 2 ngày sau đó vì bệnh nền quá nặng. Trong khi đó, bà X cũng được xác định mắc COVID-19 và được chuyển đến Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh viện Phổi tỉnh cách ly điều trị. Lúc đến bệnh viện cách ly, bà X chưa biết con trai của mình đã qua đời. Vì nhớ con, những ngày đầu bà tuyệt thực, bà một mực yêu cầu bác sĩ cho gặp người con trai mắc bạo bệnh của mình. Rất vất vả, các y bác sĩ mới thuyết phục bà ăn uống trở lại và hợp tác điều trị. Đến hôm nay, sau 49 ngày điều trị với 16 lần xét nghiệm SARS-CoV-2, bà được công bố khỏi bệnh và xuất viện về nhà. Cầm giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly trên tay, bà dưng dưng nói lời cảm ơn với bác sĩ thời gian qua tận tình chăm sóc điều trị cho mình. Bà bảo nhớ nhà, nhớ con cái, nhớ cháu chắt của mình. Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh viện Phổi tỉnh đã bố trí xe ô tô vượt quãng đường trên 80 cây số để đưa bà về nhà. Đến thời điểm này, chúng tôi chưa cho bà biết con trai bà đã qua đời. Bác sĩ Trương Huyền Trường, Giám đốc Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh Phổi tỉnh Quảng Trị nén tiếng thở dài. Chuyển sang tin tiếp theo, toàn cảnh quá trình khám xét nhà nguyên lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai. Tối ngày 25 tháng 9, cơ quan điều tra có mặt tại nhà riêng của nguyên giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quốc Anh và thuộc cấp là nguyên phó giám đốc Nguyễn Ngọc Hiền để tiến hành việc khám xét. Trước đó, Chánh Văn phòng Bộ Công an Tô Ân Sô cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra C03 Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Quốc Anh, nguyên giám đốc Bệnh viện Bạch Mai để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo điều 356 Bộ luật hình sự năm 2015. Đồng thời, cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Hiền, nguyên phó giám đốc bệnh viện và bà Trịnh Thị Thuận, nguyên kế toán trưởng để cùng điều tra về tội danh nêu trên. Các quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn. Theo ghi nhận vào khoảng 19 giờ tối 25 tháng 9, lực lượng chức năng có mặt tại nhà riêng ông Nguyễn Ngọc Hiền trên đường Trần Quốc Hoàn, quận Cầu Giấy, Hà Nội để thực hiện việc khám xét, phục vụ quá trình điều tra. Sau gần 1 giờ có mặt tại nhà riêng của ông Hiền, lực lượng chức năng đã rời đi mang theo một số tài liệu. Được biết, cùng thời điểm này, cơ quan điều tra tiến hành khám xét nhà riêng ông Nguyễn Quốc Anh tại quận Long Biên, Hà Nội. Trước đó, kết quả điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định một số cá nhân tại Công ty Cổ phần Công nghệ Y tế BMS, Công ty VMS và Công ty Cổ phần Thẩm định Giá và Dịch vụ Tài chính Hà Nội, Công ty VFS có thủ đoạn gian dối, cấu kết hợp thức các thủ tục để nâng khống lên nhiều lần giá trị hệ thống, thiết bị y tế đưa vào hợp đồng liên doanh, liên kết với Bệnh viện Bạch Mai nhằm chiếm đoạt số tiền lớn của người bệnh. Ngày 31 tháng 8 năm 2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai, Công ty BMS và các đơn vị có liên quan. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Đức Tuấn, sinh năm 1979, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty BMS, Ngô Thị Thu Huyền, sinh năm 1983, Phó Giám đốc Công ty BMS. Quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Lê Hoàng, sinh năm 1978, thẩm định viên Công ty VFS. Các bị can nêu trên đều bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, mở rộng điều tra làm rõ các sai phạm tại Bệnh viện Bạch Mai để xử lý nghiêm trước pháp luật, thu hồi tài sản phạm tội mà có. Tin tiếp theo, nữ nhân viên điện lực chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng lịnh án. Lợi dụng chức vụ và sự quen biết, Hương bí mật chiếm đoạt 2,7 tỷ tiền của công ty. Số tiền lấy được, Hương đem trả nợ tiêu xài cá nhân cho đến khi sự việc bị công an phát hiện. Mới đây, tại Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An, Tòa án Nhân dân cấp cao Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét xử Phan Thị Thu Hương, sinh năm 1976, trú phường Lê Lợi, thành phố Vinh, Nghệ An, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản. Phan Thị Thu Hương nguyên là nhân viên phòng kinh doanh tại Điện lực thành phố Vinh từ năm 2006. Nhiệm vụ công việc là theo dõi, chấm xóa nợ, thao tác trên phần mềm cho khách hàng, báo cáo kinh doanh. Hàng tháng sau khi thu tiền điện của khách hàng, cuối tháng các nhân viên thu ngân của SPay phải liên hệ với Hương để đối chiếu công nợ, chấm xóa nợ trên phần mềm cho khách. Theo tài liệu cơ quan điều tra, lợi dụng vị trí công việc và sự quen biết, Hương chuyển cho 4 nhân viên SPay một cuốn thông báo thu tiền điện có đóng dấu treo của Điện lực thành phố Vinh. Hương yêu cầu các nhân viên khi thu tiền điện sử dụng của các khách hàng bằng các giấy thông báo tiền điện và chuyển số tiền thu được cho mình, sau đó để Hương trực tiếp chấm xóa nợ cho khách hàng trên hệ thống do mình quản lý. Do tin tưởng các nhân viên SPay đã chuyển số tiền thu được cho Hương, sau khi nhận tiền thì Hương đã chấm xóa nợ cho khách hàng trên hệ thống nhưng không nạp tiền cho công ty. Thủ quỹ của Điện lực thành phố Vinh sau đó đã tiến hành kiểm tra sổ quỹ tiền mặt, tài khoản chuyên thu tiền điện và làm việc với kế toán thì thấy toàn bộ số tiền nói trên không nộp vào quỹ tiền mặt hoặc là tài khoản chuyên thu tiền điện của Điện lực thành phố Vinh. Hành vi gian dối của Hương bị phát hiện từ đó. Ngày 12 tháng 6 năm 2019, Phan Thị Thu Hương đến cơ quan công an tỉnh Nghệ An để đầu thú hành vi phạm tội của mình. Ngày 20 tháng 6 năm 2019, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Phan Thị Thu Hương về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền Phan Thị Thu Hương chiếm đoạt sử dụng hơn 2,7 tỷ. Với tội danh trên, tòa sơ thẩm diễn ra vào tháng 3 năm 2020, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt Phan Thị Thu Hương 14 năm tù, cho rằng mức án là cao, bị cáo làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Hương khai nhận hành vi phạm tội. Hương khai số tiền chiếm đoạt được đã trả nợ và tiêu xài hết. Nhưng trước khi phiên tòa diễn ra, Hương đã tác động gia đình khắc phục hết toàn bộ số tiền mà bị cáo chiếm đoạt. Bị cáo còn đưa ra một số tình tiết để xin giảm nhẹ, như gia đình bị cáo có công với cách mạng, bản thân bị cáo có công giúp công an Hà Tĩnh bắt giữ tội phạm. Bên cạnh đó, bị hại trong vụ án là công ty điện lực và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cũng có đơn đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Trước buộc khai báo, bị cáo xin hội đồng xét xử giảm nhẹ tội để có cơ hội về cùng chồng chăm sóc con. Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân cấp cao nhận định những tình tiết bị cáo cung cấp tại phiên tòa chưa được tòa sơ thẩm xem xét nên có cơ sở xem xét giảm án cho bị cáo. Kết thúc phiên tòa, tòa phúc thẩm chấp nhận đơn kháng cáo của bị án, sửa bản án sơ thẩm theo hướng giảm nhẹ hình phạt, tuyên phạt Phan Thị Thu Hương 11 năm tù về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Tin tiếp theo thưa quý vị, nhân viên ngân hàng giả chữ ký thực hiện khống hàng chục giao dịch gây thất thoát hàng chục tỷ đồng. Vừa qua, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử 6 bị cáo đều là cựu cán bộ nhân viên ngân hàng SeaBank chi nhánh Long Biên trong vụ án lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị cáo trong vụ án này, Trịnh Thị Phương Thanh, sinh năm 1984, trú tại phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội, nguyên phó trưởng phòng dịch vụ khách hàng, kiêm trưởng nhóm giao dịch viên SeaBank chi nhánh Long Biên; Nguyễn Thị Hương Lan, sinh năm 1993, trú xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, nguyên giao dịch viên SeaBank chi nhánh Long Biên; Nguyễn Thị Giang, sinh năm 1994, trú Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội, nguyên giao dịch viên SeaBank chi nhánh Long Biên; Đỗ Hà Phương, sinh năm 1987, trú phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội, nguyên chuyên viên quỹ SeaBank chi nhánh Long Biên; Lê Thị Hải Linh, sinh năm 1987, trú tại phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, nguyên trưởng quỹ chính SeaBank chi nhánh Long Biên; và bị cáo Nguyễn Thị Mai Trang, sinh năm 1992, trú tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội, nguyên giao dịch viên SeaBank chi nhánh Long Biên. Trong đó, bị cáo Trịnh Thị Phương Thanh và Nguyễn Thị Hương Lan bị truy tố và đưa ra xét xử về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo còn lại Đỗ Hà Phương, Nguyễn Thị Mai Trang, Nguyễn Thị Giang, Lê Thị Hải Linh cùng bị truy tố, đưa ra xét xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cáo trạng truy tố, ngày 3 tháng 10 năm 2017, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á SeABank gửi đơn tố giác Trần Thị Phương Thanh và đồng bọn là nhân viên của ngân hàng có hành vi lợi dụng chức vụ được giao chiếm đoạt tài sản của SeABank chi nhánh Long Biên. Qua tiến hành điều tra, cơ quan chức năng xác định các bị cáo giả mạo chữ ký của khách hàng có tiền gửi tiết kiệm để lập, duyệt khống các giao dịch, tất toán hoặc rút một phần từ các sổ tiết kiệm của khách hàng để chiếm đoạt tiền của SeABank. Cụ thể, ngày 10 tháng 4 năm 2017, khách hàng Đỗ Thị Minh Nguyệt mở sổ tiết kiệm tại SeABank chi nhánh Long Biên với số tiền 2 tỷ. Ngày 10 tháng 4 năm 2017, bà Nguyệt không tới ngân hàng đề nghị tất toán sổ tiết kiệm. Tuy nhiên, Thanh yêu cầu Nguyễn Thị Hương Lan là giao dịch viên tự ý hạch toán trên hệ thống, in phiếu chi số tiền hơn 2 tỷ để tất toán sổ tiết kiệm của bà Nguyệt. Sau đó, Thanh duyệt trên hệ thống, ký duyệt chứng từ chi tiền. Lan đã chuyển chứng từ chi tiền cho Lê Thị Hải Linh là trưởng quỹ chính. Lê Hải Linh giao số tiền trên cho Đỗ Hà Phương là chuyên viên quỹ cùng Trịnh Thị Phương Thanh đi giao tiền. Tuy nhiên, khách hàng Nguyệt không nhận được số tiền trên. Ngoài ra, Thanh và đồng phạm đã tự ý tất toán thêm nhiều sổ tiết kiệm khác của bà Nguyệt mở tại SeABank chi nhánh Long Biên. Cũng theo hồ sơ vụ án, không riêng bà Nguyệt mà rất nhiều khách hàng khác khi mở sổ tiết kiệm tại SeABank chi nhánh Long Biên xong đều bị Thanh và đồng bọn thực hiện khống giao dịch trong việc thanh toán tiền gửi tiết kiệm dù khách hàng không đến giao dịch yêu cầu tất toán. Cơ quan chức năng xác định trong thời gian từ tháng 4 năm 2017 đến tháng 8 năm 2017, nguyên Phó trưởng phòng dịch vụ khách hàng kiêm trưởng nhóm giao dịch viên Trịnh Thị Phương Thanh và đồng phạm đã lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thực hiện hành vi vượt quá nhiệm vụ quyền hạn được giao để thực hiện khống 33 giao dịch cho việc thanh toán tiền gửi tiết kiệm của 13 khách hàng gửi tiết kiệm tại SeABank chi nhánh Long Biên để chiếm đoạt, gây thất thoát tổng số hơn 12 tỷ. Sau thời gian xét xử, căn cứ toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại tòa, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội quyết định tuyên phạt bị cáo Trịnh Thị Phương Thanh mức án 17 năm tù, Nguyễn Thị Hương Lan mức án 11 năm tù về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn, chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo còn lại Nguyễn Thị Giang, Đỗ Hà Phương, Lê Thị Hải Linh, Nguyễn Thị Mai Trang lần lượt bị tuyên phạt mức án từ 12 tháng đến 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo theo đúng tội danh truy tố. Chúng tôi là tin tức 24 giờ TV. Quý vị đừng quên nhấn like, share và subscribe để cập nhật những tin tức thời sự nóng nhất vào trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.